hết cồng hết mít rồi, ngắt mấy cơm này. Rồi lên đâu đó là xong luôn rồi đó. Nghe luôn, đồ đào đéo thấy ngắt đó luôn. Không ai cắt. Xuống thì có năng ngắt xuống rồi, đứng lên. Đặt hành nữa chắc rồi. Vậy là cái lỗ dùi đó, đó có lỗ dùi nãy mới nhét lại kìa. Ê mẹ con sáp, con không sáp ông nội ơi. Đậu. Sáp chân hành gì đó. Nè. Tới miếng chú mười, chú mười. Chưa thấy rõ. Sáp cả nằm mấy bản cả. Con nó không sáp không phải đâu. Con nghe nói rồi. Cái giải đó không phải giải ông hành. Con sáp nó cãi. Thấy chưa? Ơi con sáp rồi. Con sáp chị anh đi mười. Đâu? Ơ nó rút. Con sáp. Sáp cái con sáp chị. Con sáp đuôi sáp rõ ràng. Ra luôn rồi kìa. Nhỏ nhỏ mấy cây móc ra con sáp nó chặt ký hơn á chứ nhỏ vậy. Không đuôi nhỏ sáp. Con sáp nó bự lắm á chứ nhỏ vậy. Ê, 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 cái đầu ừ đầu bự nè. Đầu bự ra. Ừ đầu bự. Con mảnh luôn. À, cái đầu bự lắm á.